Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với lớp học đời sống sung mãn. Cầu xin thánh linh của Đức Chúa Trời bởi lời của Ngài giúp cho hết thảy chúng ta kinh nghiệm được ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ bởi sự chết sự sống lại của Ngài và ngày ban sự đắc thắng sự phước hạnh cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi qua 18 bài về cuộc đời của Abraham, Isaac và Jacob. Và bài hôm nay chúng ta học là bài số 19. Đề tài của chúng ta học đó là đoạn cuối của hành trình trở về. Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Sách Thế Ký đoạn 15 câu 17. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Hỡi Chúa là đền thánh mà tay Ngài đã lập. Mục đích của bài học để giúp đỡ cho chúng ta biết rằng Chúa không bao giờ bỏ kẻ thuộc về Ngài. Trong Sáng Thế Ký đoạn 35, câu 1, Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng, hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau anh ngươi. Qua câu kinh thánh này có những cái điều để chúng ta lưu ý. Thứ nhất là Đức Chúa Trời Ngài muốn cho ông Gia-cốp trỗi dậy. Trong bài học vừa rồi chúng ta thấy gia đình của ông Gia-cốp đã gặp những cái vấn đề rất là lớn. Đó là con gái của ông là Dina đã bị Si-chem cướp. Và sau đó, con trai của ông, hai người con đã đánh cướp thành và giải cứu em của mình ra khỏi Si-chem và đánh giết tất cả những người ở trong thành đó, cũng như là bắt phụ nữ hay là lấy những cái của thành Si-chem. Và sau khi những cái điều này xảy ra, chắc chắn Gia-cốp rất là sợ hãi. Và bây giờ họ chỉ là một số lượng rất là nhỏ. Và có thể trong cái thành Si-chem đó, có những người bà con, có những người họ hàng chung quanh ở đó. Và khi mà nghe điều này, chắc chắn tất cả những người chung quanh sẽ thành nộ. Vì cớ đây là một cái điều kinh khủng đã xảy ra cho thành Si-chem. Nhưng mà Đức Chúa Trời vì cớ Ngài biết được cái tình trạng của Gia-cốp, ông rất là mệt mỏi, ông rất là sợ hãi. Giống như ở trong câu 30 của Sáng Thế Ký đoạn 34. Gia-cốp bèn nói cùng Simeon và Levi rằng, các con xui cho cha bối rối, làm cho dân xứ này là người Canaan, người Pherisic oán ghét cha vậy. Cha đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh cha, thì chắc cha và nội nhà đều bị tàn hại. Khi nên ông Gia-cốp, ông cảm thấy mình yếu đuối, ông cảm thấy mình bị cô thế, ông cảm thấy mình bị oán ghét, ông cảm thấy có một cái điều tàn hại sẽ xảy đến cho gia đình của ông khi hai đứa con này có một quyết định tiêu diệt thành của Si-chem. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong cái lúc ông tận cùng, Chúa Ngài thương xót. Và Ngài đã đến và khích lệ ông Gia-cốp để ông trỗi dậy. Và đây là một trong những cái điều chúng ta cũng thường hay gặp phải trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta gặp những sự khó khăn, gặp những sự tấn công, gặp những sự mà chúng ta cảm thấy dường như không có lối thoát. Thì Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn khích lệ chúng ta bởi thánh linh của Chúa, bởi lời của Ngài, hay là bằng một cách nào đó, Ngài muốn cho chúng ta trỗi dậy. Ngài không muốn chúng ta nằm đó để chờ chết, mà Ngài muốn cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng giải cứu chúng ta. Mặc dù chúng ta có những cái quyết định sai lầm giống như gia đình của Gia-cốp, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng thương xót và Ngài muốn chúng ta ra khỏi đó. Và khi mà Chúa muốn cho ông hãy trỗi dậy và đi lên Bê-tên mà ở. Quý vị để ý cái chữ đi lên Bê-tên mà ở. Và Bê-tên là cái nơi mà ông đã thật sự gặp Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 17 cho đến câu 19, quý vị đã nghe cái bài này rồi và chúng ta thấy là Bê-tên là cái nơi nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa không những Ngài muốn cho ông Gia-cốp trỗi dậy mà Ngài muốn cho ông đi lên Bê-tên, đi đến cái chỗ mà ông đã gặp Ngài, đi đến cái chỗ mà Ngài đã hiện diện.
Và ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta không cần phải đi lên Bethel, chúng ta không cần phải đi qua Jerusalem mới chúng ta mới được gặp Chúa, chúng ta không cần phải chạy lên nhà thờ chúng ta mới gặp Chúa, vì mỗi chúng ta là đền thờ, là nơi Chúa ngự. Cho nên khi chúng ta gặp những sự nản lòng, những sự mệt mỏi, những sự tấn công, những sự thất bại, hãy trỗi dậy để cầu nguyện, hãy trỗi dậy để tìm kiếm Ngài, vì Ngài là đấng đang ở trong chúng ta và Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Và một cái điều nữa, Đức Chúa Trời Ngài muốn cho ông Gia-cốp lập một bàn thờ cho Chúa. Và ở đây chúng ta sẽ thấy ông Gia-cốp, ông hứa với Chúa rằng nếu mà Chúa đưa đường ông đi bình an, cho cơm ăn, áo mặc và đưa ông trở về bình an, thì Chúa sẽ là Đức Chúa Trời của ông. Bây giờ Chúa Ngài muốn cho ông thực hiện cái điều này, giữ được những điều mà ông đã hứa với Chúa. Thì chúng ta cũng thấy trong cuộc đời của chúng ta rất là dễ, chúng ta hứa với Chúa rất là nhiều, nhưng mà chúng ta làm thì chẳng bao nhiêu. Nhưng mà cảm ơn vì lòng thương xót của Chúa, Ngài luôn luôn tiếp tục để nhắc nhở cho chúng ta, để chúng ta có thể giữ được những điều chúng ta hứa trước mặt Đức Chúa Trời. Và một cái điều mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta là thà đừng khấn hứa. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta giữ môi miệng của mình. Khi những gì chúng ta hứa, chúng ta phải cậy Chúa để làm. Và nếu mà chúng ta hứa mà chúng ta không làm thì chính điều đó nó nghịch lại với đời sống của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy mình có thể quên, nhưng mà Chúa không bao giờ quên những gì mà con dân của Chúa nói. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để cẩn thận những cái điều mình hứa trước mặt Ngài. Và chúng ta sẽ học cái lý do tại sao phải lập bàn thờ. Trước đây trong cái bài của Abraham chúng ta đã học điều này. Và nếu quý vị muốn quý vị nghe lại để chúng ta thấy được cái điều mà Chúa dạy cho ông Abraham, thì ở trong Xuất Thế Ký đoạn 20 câu 24, Chúa cũng dạy cho dân Israel: ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu cùng của lễ thụ ân của ngươi hoặc chiên, phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. Chúa Ngài muốn cho ông lập bàn thờ. Và ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta là lập bàn thờ bằng đất, có nghĩa là cứ muốn những cái gì đó từ nơi trong chúng ta, cái con người thật của chúng ta. Ngài không muốn tô chét ở bên ngoài một cái bàn thờ thật là đẹp, nhưng mà trên đó chẳng có gì cả. Và đây Chúa dạy cho dân sự của Chúa là phải dâng của lễ. Nên khi có bàn thờ là dâng của lễ. Bây giờ chúng ta không cần phải dâng chiên bò, vì cái Đức Chúa Giêsu Ngài chết một lần, Ngài đổ huyết ra đủ cả cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta dâng lên bằng lời cảm tạ, bằng lời ngợi khen, bằng sự thông công của chúng ta với Ngài. Và Chúa cho chúng ta có tài vật, tài chánh, chúng ta cũng dâng lên cho Chúa. Và khi mà chúng ta dâng lên cho Chúa như vậy, hay là chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta tôn cao Chúa, thì Chúa nói nơi nào ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước tại nơi đó. Ngày hôm nay có rất là nhiều người muốn Chúa ban phước, nhưng mà không nắm được những cái nguyên tắc để nhận được phước từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta hãy nói lời của Chúa, tôn cao Chúa, chúc tụng Chúa trong gia đình của mình, tập để chia sẻ cho nhau, tập để cùng với nhau vui hưởng lời của Đức Chúa Trời. Thì khi mà chúng ta nhắc lời của Chúa như vậy, thì lời của Chúa bắt đầu thực hiện. Và một lần gia đình tôi kinh nghiệm khi chúng tôi đi xuống Atlanta và cùng nhau học cái bài dâng những cái mùi hương cho Chúa, hương thơm cho Chúa. Và sau đó khi chúng tôi trở về nhà, chồng tôi đi ở phía cửa sau, tôi đi cửa trước. Và khi hai chúng tôi bước vào trong căn nhà đó, cái mùi hương thơm đó, nó đầy trong nhà của tôi mà tôi chưa bao giờ nghe được cái mùi thơm này. Và chúng tôi đứng đó cảm nhận được rằng Chúa Ngài đổ cái hương thơm của Ngài xuống. Cho nên khi chúng ta nhắc điều gì, điều đó Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta. Cho nên thay vì chúng ta nói những cái điều tiêu cực, chúng ta khai phóng trong nhà của chúng ta sự giận dữ, sự cay đắng, nói hành nói xấu, thì những cái đó nó bắt đầu nó sẽ bày tỏ. Nhưng mà khi chúng ta tôn cao Ngài, chúc tụng Ngài, thì cái quyền năng và sự hiện diện của Ngài sẽ đến trên gia đình của chúng ta. Cho nên quý vị có quyền lựa chọn cho mình những cái điều mình cần phải làm cho gia đình của mình. Và ở đây Chúa Ngài cũng nhắc cho ông nhớ về những cái điều ông đã khấn nguyện với Chúa để lập bàn thờ cho Chúa. Cho nên Chúa Ngài muốn cái đền thờ là lòng của chúng ta được dọn dẹp, được trang bị, là cái nơi để cầu nguyện cho muôn dân, là cái nơi để dâng lên những mùi hương thơm cho Đức Chúa Trời. Và thân thể chúng ta, cuộc đời của chúng ta là đền thờ của Ngài. Cho nên Ngài muốn sử dụng chúng ta. Và bây giờ khi mà ông nghe những cái điều đó,
thì ông Gia-cốp ông có những cái quyết định để giải quyết những điều trong gia đình của mình. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 2, Gia-cốp bèn nói cùng vợ, con và mọi kẻ đi theo mình rằng: hãy dẹp các thần tượng ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Ngày hôm nay có nhiều người, chúng ta thấy khi chúng ta dọn nhà đó, nhiều khi chúng ta dọn mà chúng ta lại không có dẹp nó. Gia đình cứ đưa nó vào trật tự, xong rồi tất cả nó sẽ bày ra lại. Nhưng mà khi chúng ta dẹp, chúng ta quăng nó ra khỏi rồi, thì cái đó nó không còn xuất hiện ở trong cái nhà của chúng ta nữa. Ở đây chúng ta thấy ông Gia-cốp, ông có một cái quyết định. Và khi mà qua điều này, quý vị sẽ thấy được rằng bà Lê-a hay là bà Ra-chên hay là hai người đòi đó, hoặc là những người mà đầy tớ của họ, những người đi theo họ, họ mang những cái hình tượng từ nơi nhà của cha mình hay là từ nơi quê hương của mình để đi vào trong đất hứa. Và vừa rồi chúng ta đã thấy một cái sự tấn công vào trong gia đình của Gia-cốp, thì có thể vì cớ những cái hình tượng này họ mang theo, cho nên kẻ thù cũng có quyền để tấn công vào trong gia đình của Gia-cốp. Và đây chúng ta sẽ coi cái vấn đề sự thờ phượng của những người này. Ở trong luật pháp của Chúa, sau này ở trong Xuất Thế Ký đoạn 20 câu 5, ngươi chớ quỳ lạy các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Cho nên Chúa Ngài không muốn chúng ta thờ phượng sai trật. Và khi mà bất cứ một cái sự thờ phượng nào của chúng ta sai trật, thì nó dẫn đến một cái hậu quả rất là kinh khủng. Cho nên Ngài muốn con cái của Chúa được tỉnh thức, được hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời. Không phải Chúa quá khó khăn đến nỗi Chúa nó phải thờ chính mình Ngài, còn đừng thờ ai khác. Nhưng mà vì cớ Ngài biết được rằng ngoài Chúa ra, chúng ta không có phước gì cả. Và ngày hôm nay á, chúng ta rất là dễ mang những cái hình tượng từ nơi quá khứ vào trong hiện tại để đi vào trong tương lai. Có thể nó đến từ nơi cha, nơi mẹ, nơi anh, nơi chị, nơi em của mình, hay là những người khác đã cho chúng ta từ trong quá khứ. Có thể sự cay đắng, có thể sự tổn thương, có thể tánh nóng giận, hay là những cái điều hay phàn nàn, oán trách những cái sai trật trong đời sống của chúng ta. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta giải quyết những điều đó. Và Ngài muốn cho chúng ta dẹp nó ra khỏi cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ được phước của Chúa. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái cách của ông Gia-cốp, ông giải quyết. Ở trong hội thánh Thessalonica đó, ở trong đoạn 1, câu 9, Thessalonica nhất đoạn 1 câu 9, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời bỏ hình tượng, đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Tại sao chúng ta phải thờ Đức Chúa Trời? Vì Ngài là đấng hằng sống và chân thật, và Ngài là đấng tạo dựng chúng ta để cho Ngài được vinh hiển, tạo dựng chúng ta để chúng ta thờ phượng Ngài, yêu thương Ngài, và Ngài ban phước và Ngài dấy chúng ta lên như là một dòng dõi của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là lý do Ngài muốn chúng ta là con, Ngài là cha, và chúng ta nối kết với Ngài, yêu thương Ngài, thờ phượng Ngài, thì Ngài sẽ hướng dẫn và ban phước cho chúng ta. Vì ma quỷ luôn luôn dùng đủ mọi cách để làm cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Quý vị thấy ngày lễ Giáng sinh thì có ông già Noel. Ngày lễ tạ ơn thì có con gà turkey, họ gọi là turkey day. Rồi ngày lễ phục sinh thì lại có mấy con thỏ. Thỏ mà đẻ trứng, mà hội thánh lại cho các em đi săn trứng. Cho nên có những cái ma quỷ nó đưa vào để người ta bị lạc mất cái ý nghĩa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta vừa hát những bài Giáng sinh thật là khích lệ, thật là những điều để nhắc nhở cho chúng ta về tình yêu của Đức Chúa Trời. Và cái mục đích của Ngài muốn cho chúng ta đó là sự Giáng sinh của Chúa, là đem đến cho chúng ta một món quà lớn nhất, và Ngài muốn mỗi con dân của Chúa thờ lại Ngài, yêu thương Ngài đúng như ý nghĩa ngày Giáng sinh. Ngày hôm nay, ngày Giáng sinh hay ngày năm mới đến, người ta bị phân trí với những cái shopping, đi mua sắm, quà tặng, coi thử người ta gửi cho mình cái gì, người ta cho mình cái gì, hay là mình cho người khác cái gì. Nhưng mà quên được một điều rằng, Chúa Giê-xu Ngài muốn thật sự Giáng sinh trong cuộc đời của chúng ta, thay đổi chúng ta, và Ngài sử dụng chúng ta để cứu thế giới ngày hôm nay. Và một điều nữa ông nói với các vợ của ông, đó là thay đổi
áo sống của mình. Chúng ta sẽ học một số điều có lý do. Và trong suốt thư ký đoạn 40 câu 30, cũng để thùng về giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, cũng đổ nước vào đặng tắm rửa. Môi-se, A-rôn cùng các con trai của A-rôn rửa tay và chân mình vào đó. Khi nào họ vào hội mạc và lại gần bàn thờ thì rửa mình, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta rửa bằng huyết của Chúa Giê-xu, chúng ta rửa bằng lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài muốn cho thân thể chúng ta được sạch. Ngài muốn chúng ta giữ cái linh hồn của mình bởi lời của Ngài, bởi huyết của Ngài, bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, để lòng của chúng ta được hanh thông với Chúa, được trong sạch trước mặt Ngài. Nếu chúng ta làm sai, chúng ta nhờ Chúa để chúng ta xin Chúa rửa sạch và giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 10, câu 22, chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời với lòng chân thành trong sự bảo đảm trọn vẹn của đức tin, tấm lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm tội lỗi và thân thể được rửa sạch bằng nước trong. Quý vị thấy, suốt một ngày chúng ta làm việc, chúng ta rất là mệt mỏi. Và khi chúng ta tắm rửa, tự nhiên chúng ta cảm thấy được phục hồi. Và khi mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài rửa chân cho các môn đồ, thì ông Phi-rơ nó bây giờ tắm cho ông nữa. Thì Chúa nói, cứ người nào mà tắm rồi thì bây giờ chỉ rửa chân mà thôi. Cho nên Ngài muốn thân thể chúng ta được sạch và tâm linh của chúng ta cũng được thánh khiết trước mặt Ngài. Và ông Gia-cốp, ông muốn họ thay áo sống. Bây giờ ở đây tôi sẽ cậy ơn Chúa qua lời của Chúa để chúng ta thấy cái ý nghĩa của nó để ứng dụng trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Tại sao vậy? Thay áo sống. Ở trong Ê-sai đoạn 64 câu 6, chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Ở trong Sa-cha-ri đoạn 3 câu 1 đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ Giê-hô-sua đứng đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người, và Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng, hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó, lại nói cùng Giê-hô-sua rằng, hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Cho nên khi tất cả những cái gì của chúng ta chỉ là cái áo nhớp trước mặt Chúa, và Ngài muốn cho chúng ta lột bỏ nó đi. Ở trong Colossae đoạn 2 câu 11, anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là kép cắt bì của Đấng Christ, và lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Ở trong đoạn 3 câu 9 của Colossae, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Cho nên không những trong thời điểm đó thì ông Gia-cốp, ông yêu cầu cả gia đình phải thay đổi áo của họ. Nhưng mà trong đời sống thuộc linh của chúng ta, đời sống hàng ngày của chúng ta, Ngài cũng muốn chúng ta lột bỏ cái con người cũ này đi. Ví dụ trước đây chúng ta hay giận, chúng ta lột nó, bỏ đi. Bây giờ xin Chúa cho thay đổi đời sống của con, để con không phải hay giận, hay hờn, hay than phiền, hay oán trách nữa. Hồi xưa chúng ta hay nói hành, nói xấu, chúng ta nhờ Chúa lột bỏ cái đó đi và chúng ta bắt đầu ca ngợi Ngài. Nhiều khi trước đây chúng ta hay dòm hành người khác, hay nói những cái chuyện người khác, bây giờ chúng ta bỏ những điều đó, bắt đầu chúng ta tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời. Thì những cái điều đó chúng ta lột bỏ nó, thì đời sống của chúng ta sẽ rất là được phước. Ở ngày hôm nay có nhiều người mang nó theo suốt cái hành trình, và có nhiều khi họ lại không muốn bỏ vì họ thích những cái đó. Nhưng mà ở đây, Gia-cốp ông biết được một điều là đây là những cái điều nguy hiểm cho dòng dõi của ông, cho nên tất cả phải được giải quyết trong ngày hôm đó. Và quý vị thấy khi mà thiên sứ lột cái chiếc áo của thầy tế lễ Giê-hô-sua vì là áo bẩn. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch cùng người. Cho nên nếu chúng ta còn mặc những cái áo cũ, còn làm những cái công việc chết, còn làm những công việc xác thịt, thì ma quỷ có quyền để đối địch với chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta lột bỏ nó rồi, nó không có quyền trên đời sống của chúng ta nữa, và chúng ta mặc lấy áo của Chúa Jesus Christ, áo sự công bình của Ngài. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 14, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình. Roma đoạn 13 câu 12, đêm đã khuya ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Quý vị thấy Chúa Ngài không bắt buộc chúng ta để mặc cho chúng ta, Ngài muốn cho chúng ta, Ngài sắp hết trước mặt chúng ta rồi. Cho nên bây giờ Ngài muốn cho mỗi người tự động để nhận lấy cái đó cho mình. Áo Chúa ban cho, nhưng mà mỗi người muốn mặc nó hay không, đó là quyền của mỗi người.
Và trong Khải Huyền đoạn 19 câu 7, chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Cho nên Ngài ban cho chúng ta áo giáp sáng láng của sự công bình. Ngài ban cho chúng ta áo vui mừng. Ngài ban cho chúng ta áo để ngợi khen. Nhưng mà ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không mặc những cái áo đó, giống như Esau đó, có đồ mà để ở trong nhà. Cho nên ông Gia-cốp còn lấy vẫn mặc đó. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta thay đổi cái cách sống hàng ngày của chúng ta để Chúa được vinh hiển qua cuộc đời của chúng ta. Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 3 đoạn, chúng ta hãy trỗi dậy đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Bây giờ ông quyết định đi đến đó để thờ phượng Ngài, để có một ký kết ước với Ngài. Và Chúa Ngài muốn cho ông trỗi dậy, thì bây giờ ông có quyết định. Ông từ bỏ cái chỗ đau khổ đó, ông từ bỏ cái chỗ thất bại đó, ông từ bỏ cái chỗ nguy hiểm đó, vì họ ở lâu đó thì tất cả những cái dân ở đó sẽ đến và tiêu diệt họ, trả thù cho cái dân sự trẻ. Cho nên Chúa biết cái điều đó và Chúa muốn dân sự của Chúa phải ra khỏi đó. Ngày hôm nay cũng vậy quý vị, nếu quý vị cứ ôm điện thoại, nếu quý vị cứ ôm tivi, nếu quý vị cứ ôm những cái điều của quá khứ đó, thì hãy nhìn đi, ở bên ngoài bao nhiêu những cái điều đang chết chóc đang xảy ra. Nếu chúng ta cứ tiếp tục ở trong chỗ đó thì chúng ta sẽ không được an toàn. Nhưng mà chúng ta sẽ ở trong cái nơi thánh của Ngài, ở trong cái chỗ mà Ngài muốn, thì chúng ta sẽ được sự bảo vệ bởi các thiên sứ thánh của Ngài, giống như Thi Thiên 91 đã hứa với chúng ta. Cho nên tùy quý vị để lựa chọn cho mình là quý vị ở đâu, quý vị muốn đi hay là quý vị muốn ở, đó là quyền của mình. Trong Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 4, họ bèn đưa cho Gia-cốp các thần tượng ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai. Rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dễ bọt gần thành Si-chèm, giải quyết hết những cái gì mà đã mang đi. Bà ra trên thì còn ăn cắp tượng của cha mình để đem theo nữa. Cứ nghĩ là bà có tượng rồi chưa đủ, bà thấy là những cái tượng kia nó có thể quý hơn, những cái đó nó có thể đắt tiền hơn, hay những cái gì đó kỷ niệm trong cuộc đời của bà khi còn ở tại quê nhà. Cho nên bà mang nó hết đi theo bà. Và tất cả những người đó đều có hình tượng hết, chứ không phải là một mình bà ra trên. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta nói, ủa mình tin Chúa mấy chục năm rồi mình đâu có hình tượng gì đâu. Nhưng mà cái ý riêng của chúng ta, cái thói quen của chúng ta, cái gì mà chúng ta thích hơn Chúa đó, có thể là mua sắm, có thể là tivi, có thể là điện thoại, có thể là Facebook, tất cả bất cứ cái gì, con cái, cha mẹ, gia đình, cái gì mà chúng ta để nó hơn Chúa, chúng ta đầu tư nó nhiều hơn công việc của nước của Đức Chúa Trời, thì đó là hình tượng trong đời sống của chúng ta. Nói vậy không có nghĩa là thôi bây giờ cha mẹ, bây giờ tôi không muốn họ trở thành hình tượng, cho nên thôi để họ tự lo, tôi không cần phải lo. Cái đó này lại khác nữa. Ngài muốn chúng ta hiếu thảo, vâng theo lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà để Chúa là trước hết, để Ngài gì? Ngài lãnh đạo, Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta làm trọn những cái điều mà Ngài muốn trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ những người đó họ bằng lòng, họ đưa các hình tượng nó ra. Lâu nay họ giữ, và chính ông Gia-cốp ông đã cho phép các vợ, ông biết mà, ông ở trong nhà của cha vợ, ông thấy hết tất cả mọi sự. Nhưng mà ông đã đồng ý để cho những người đó mang theo. Bây giờ ông thấy đây là những cái vật ô uế, đây là những cái điều ngăn trở, đây là những cái điều đem đến sự rủa sả. Cho nên ông bây giờ ông phải dứt khoát để giải quyết điều này. Cho nên hỡi những người làm chồng, hỡi những người có sự hiểu biết về thuộc linh đối với gia đình, quý vị là những người cậy ơn Chúa để giải quyết những cái điều còn tồn lại trong gia đình của mình. Và trong Số Thế Ký đoạn 20 câu 5, giống như câu ở trên đã nói, Chúa kỵ tà, Chúa không muốn cho chúng ta bị bẫy của Satan và thờ phượng, và cuối cùng cuộc đời chúng ta sẽ đi ở chung với nó trong hỏa ngục đời đời. Cho nên Ngài cảnh báo con dân của Chúa để tìm kiếm Ngài, trở lại với Ngài. Trong Jeremy đoạn 11 câu 12, bây giờ các thành của Juda và dân cư Jerusalem sẽ đi kêu cầu các thần mà mình vẫn dâng hương, nhưng các thần ấy sẽ không cứu chúng nó trong khi hoạn nạn đâu. Không có một thần nào có thể cứu chúng ta ra khỏi những cái sự hủy diệt. Và ngày hôm nay quý vị thấy nước Mỹ đó, họ thờ rất là nhiều tà thần. Và khi mà những cái điều hoạn nạn
chết chóc sẽ đến. Họ không biết đường để ra khỏi. Họ sống trong sự thất bại, họ sống trong sự sợ hãi. Chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta biết rằng chỉ có một mình Ngài là đấng giải cứu chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta trong mọi lúc, trong mọi nơi. Trong các vua nhì đoạn 17 câu 28, ấy vậy một kẻ trong những thầy tế lễ mà chúng đã bắt ở Samari đem đi trở về ở tại Bethel và dạy dỗ dân sự phải thờ lại Đức Giê-hô-va làm sao. Như vậy các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình. Tổ phụ chúng nó làm thế nào thì con cái cháu chắt chúng nó cũng hãy còn làm thế ấy cho đến ngày này. Cho nên có nhiều người theo Chúa hai hàng. Ý nghĩa là tới nhà thờ, học kinh thánh, cầu nguyện, tất cả những gì họ làm đúng nghi lễ, dâng hiến rất là nghiêm túc. Nhưng mà về họ sống những cái gì họ muốn. Trong thời kỳ của dân Sen, sau khi họ bị lưu đày, các dân tộc khác họ đến họ ở cái đất của dân Sen á, thì họ bị những thú dữ nó đến nó phá hoại. Thì cuối cùng họ mới học tập cái cách làm sao để các thầy tế lễ về dạy cho họ cái cách thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi dạy rồi thì họ vừa thờ phượng Chúa mà họ vừa thờ phượng các thần. Và đây là một trong những cái điều rất là nhiều ngày hôm nay con dân của Chúa đi hai hạ. Muốn sống đẹp lòng Chúa, nhưng mà cũng muốn sống những cái gì của riêng mình, cái tôi của mình, những cái điều mà Chúa muốn chúng ta từ bỏ. Đáng lý chúng ta từ bỏ từ lâu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn mang nó theo. Rồi khi mà chúng ta gặp hoạn nạn thì chúng ta mới khóc với Chúa, tại sao cuộc đời con yêu mến Chúa, con thờ phụng Chúa, con đi nhà thờ, mà tại sao những cái điều này nó tấn công lên đời sống của chúng con. Thì chúng ta sẽ thấy có những khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta vẫn bị tấn công, nhưng mà cái cuối cùng của nó là gì? Rất là được phước. Giống như Daniel, ông ngay thẳng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, khi ông gặp sự bắt bớ, Chúa bình vực ông, Chúa nâng ông cao hơn lúc ông gặp tai họa. Nhưng mà nếu chúng ta vì cớ những cái điều chúng ta còn giữ lại đó, thì chính những điều đó nó sẽ hại chúng ta. Bây giờ họ chôn những cái vật đó, nghĩa là ly khai nó, từ bỏ nó, đoạn tuyệt nó, không ăn nó theo nữa. Và đây chúng ta sẽ thấy được một điều mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đã muốn cho chúng ta chôn với Ngài. Ở trong Roma đoạn 6 câu 4, vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài. Hầu cho Đấng Christ nhờ sự vinh hiển của Cha được từ cái chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh lên thập tự giá với Ngài. Hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vậy anh em cũng hãy coi như mình chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Coi có nghĩa là kể như mình đã chết những cái tánh hư tật xấu, nói hành, nói xấu, lên án, chỉ trích, nhiều chuyện, giận hờn, cay đắng. Tất cả những cái đó mình coi như mình đã chết với Chúa Giê-xu, mình đã đóng đinh với Chúa Giê-xu, mình đã chôn với Chúa Giê-xu. Cho nên bây giờ mình sống lại là sống lại một con người mới. Cái quyền năng của sự chết của Đức Chúa Giê-xu đó, Ngài đã giải cứu chúng ta 2.000 năm rồi quý vị. Ngài chữa lành, Ngài giải cứu, Ngài bứt phá tất cả mọi cái nọc sự chết, tất cả những cái gì của tội lỗi đã được Chúa Giê-xu giải quyết. Nhưng mà khi chúng ta không biết thì chúng ta lại không có ứng dụng nó vào trong đời sống của chúng ta. Hoặc là chúng ta đã vô tình để mở cửa cho ma quỷ có cơ hội tấn công chúng ta. Cho nên chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, chúng ta rất là an toàn. Chúng ta ở trong huyết của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. Ngài chịu trách nhiệm bảo vệ cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta để chôn hết. Cho nên những cái gì mà quý vị lâu nay còn mang theo đó, hãy chôn nó ngay trong giây phút này. Nói Chúa Giê-xu ơi, con bằng lòng để chôn cái con người cũ của con, chôn những cái tánh hư thật xấu của con. Và con muốn bước đi một con người mới ở trong Chúa Giê-xu. Thì quý vị sẽ thấy được cái quyền năng của sự sống Ngài. Để thì Ngài sẽ dùng môi miệng của chúng ta để ca ngợi Ngài, để tôn cao Ngài. Tôi cảm ơn Chúa, tôi cậy ơn Chúa để tôi tập một cái thói quen này. Là tôi có một quyển kinh thánh nhỏ. Bất cứ tôi ngồi ở đâu tôi lấy quyển kinh thánh đó tôi đọc. Vì con người của mình nếu mà không có cái gì làm chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện. Và nhiều có khi có những cái điều chúng ta không cần thiết phải nói. Mà cái xác thịt của chúng ta nó muốn nói ra. Cho nên có lời của Chúa bên cạnh cho nên tôi mở ra tôi đọc. Ai muốn nói gì đó nói, tôi đọc lời Chúa. Khi nào Chúa muốn tôi nói, không thôi thì tôi yên lặng. Cho nên khi quý vị có những cái quyết định để tập cho mình có thói quen, vì rất là nhiều người, nhất là phụ nữ, và tôi không biết người Việt Nam, nhưng mà phụ nữ người Mỹ, họ nói rất là nhiều.
Và phụ nữ Mỹ họ cũng rất là nhiều chuyện. Ngay cả người Nam cũng vậy, tôi không biết người Việt Nam của chúng ta như thế nào. Cho nên bây giờ bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu đó, chúng ta biết rằng chúng ta không còn ở trong cái con người đó nữa, và chúng ta bước ra khỏi con người đó để chúng ta sống một đời sống mới, thì Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta có một sự đắc thắng trong những cái cá tánh riêng của chúng ta. Và khi mà họ đã quyết định, họ từ bỏ hết, họ chôn hết những cái đó, chúng ta thấy Ngài đến và Ngài can thiệp. Đoạn chúng khởi hành, Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Quý vị thấy không? Khi chúng ta sai trật, chúng ta yếu đuối, chúng ta thất bại, chúng ta ăn năn, chúng ta trở lại với Chúa và chúng ta có một cái quyết định bước đi với Ngài, khởi động để cuộc đời của chúng ta nhờ Chúa để đem sự biến đổi cho chúng ta, thì Ngài sẽ gìn giữ chúng ta và kẻ thù không có quyền để tấn công chúng ta. Và chính Gia-cốp ông đã kinh nghiệm được điều này. Và rất là nhiều người họ đã kinh nghiệm về cái sự bảo vệ đặc biệt của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của họ khi kẻ thù tấn công. Cho nên xin Chúa Ngài cho, và đây là một trong những cái điều để chúng ta cần để xin Chúa bảo vệ gia đình của chúng ta trong cái thời điểm này. Sứ Thư Ký đoạn 15 câu 13, giống như câu hồi nãy chúng ta đọc ở trong câu ghi nhớ. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ, cơn kinh hãi hãm áp dân Phalestine. Các quan trưởng xứ Edom bằng lấy làm bối rối, mặt anh hùng nơi Moab đều kinh hồn, cả dân Canaan đều mất vía, sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì quyền cao nơi cánh tay Ngài, chúng nó đều bị câm như đá, cho đến chừng nào dân Ngài vượt qua, cho đến khi dân mà Ngài đã chuộc vượt qua rồi. Quý vị thấy trước đây Chúa đã làm cho ông Gia-cốp, sau này Ngài tiếp tục Ngài làm cho dân Israel khi họ ra khỏi xứ Ai Cập, và khi họ vượt qua những cái sự khó khăn, sự cản trở của các dân tộc khác, Ngài vẫn tiếp tục để bảo vệ họ. Vì những điều này, Ngài đang ở trong chúng ta, Ngài đang ở trong gia đình của chúng ta, cho nên chúng ta có bằng lòng để Ngài thay đổi, Ngài giúp đỡ chúng ta, Ngài ban ơn cho chúng ta, Ngài gìn giữ chúng ta hay không, đó là quyền của chúng ta. Và bây giờ cả gia đình đó, họ đã đến Bethel. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-sơ và thành Bethel thuộc xứ Canaan. Đoạn 35 câu 7, người lập tại đó một bàn thờ đặt tên chúng này là En Bethel, vì là nơi Đức Chúa Trời để hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Và tại nơi Bethel đó, Chúa là đấng đã bày tỏ chính mình Ngài cho Gia-cốp. Cho ông hiểu được cái tình yêu của Ngài, cho ông hiểu được Đức Chúa Trời và cái cách của Ngài muốn cho ông bước đi, chứ không phải bước đi theo ý riêng, không phải bước đi theo xác thịt nữa, nhưng mà được bước đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 8, khi đó Deborah, bà vú của Rebecca qua đời, được chôn thân dưới thành Bethel tại gốc dễ bọt. Nhân đó người ta gọi là cây Alon Bacuc, ý nghĩa là cây sồi than khóc, hay là cây dẻ bột than khóc. Ở đây tôi không biết được là bà Deborah có thể bà đi cùng với ông Gia-cốp trong cái lúc ông chạy trốn, hoặc là bằng cách nào đó, nhưng mà bà Deborah bận đến và ở với ông Gia-cốp, cho nên bà đã quay trở về trong cái chuyến trở về của ông Gia-cốp và bà đã qua đời tại nơi này. Và một cái điều mà chúng ta thấy đó là bà Rebecca là mẹ của ông Gia-cốp không được nhắc trong cái những đoạn kinh thánh về sự chết của bà. Chỉ trong một đoạn của 49 thì có nói rằng ông Gia-cốp, ông nhắc ông Joseph là hãy chôn ông tại nơi cái chỗ mà Abraham, rồi bà Sarah, rồi Isaac, bà Rebecca thì được nhắc ở đó. Cho nên chúng ta thấy được cuộc đời của bà Rebecca suốt trong những cái hành trình còn lại, vì bà đã dạy cho ông Gia-cốp và những điều chúng ta đã học trong bài vừa rồi. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là những người mẹ biết dạy dỗ con cái của mình đi đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng vì cái lợi riêng, đừng vì bất cứ điều gì. Và chúng ta thấy bà Rebecca, bà đã nói là để cho bà tất cả những sự rủa sả sẽ đổ trên bà. Khi bà khích lệ cho ông Gia-cốp làm sai trật và bà chịu trách nhiệm nhận lấy sự rủa sả đó.
Và sau này chúng ta thấy Kinh Thánh không có đề cập đến bà Rebecca về cái sự chết của bà. Trong Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 9, khi ở xứ Phadan Aram đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người. Câu 10 và phán rằng, tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Israel, rồi người đặt tên người là Israel. Cái chữ Israel có nghĩa là vật lộn cùng Đức Chúa Trời, hay là trong tiếng Hebrew là Đức Chúa Trời tranh chiến. Chúa một lần nữa, Chúa đặt tên cho ông Gia-cốp. Tên của ông Gia-cốp có nghĩa là lừa gạt, có nghĩa là chiếm đoạt. Bây giờ Chúa đặt cho ông cái tên là Israel. Và ông trở nên tổ phụ của 12 chi phái dân Israel sau này. Và đất nước Israel là một trong những đất nước mà Đức Chúa Trời Ngài đã chọn lựa họ. Mặc dù sau này họ có những cái điều họ làm sai trật với Chúa, nhưng mà cảm ơn Chúa họ vẫn còn tồn tại ngày hôm nay là bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời, bởi lời hứa của Ngài với Abraham. Trong đoạn 35 câu 11, Đức Chúa Trời lại phán rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Cái chữ toàn năng trong tiếng Anh nó nghĩa là Almighty, hay là ở trong tiếng Hebrew gọi là El Shaddai, có nghĩa là Đức Chúa Trời quyền năng, toàn năng. Và cái chữ Shaddai đó, cái danh này 48 lần được chép trong Cựu Ước. Trong Gióp á, nhắc cái danh này là 31 lần. Tân Ước được chép 8 lần. Trong Khải Huyền một lần, ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 18. Cho nên cứ nhắc cho ông biết là Đức Chúa Trời toàn năng. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 17, Chúa cũng dùng danh này để nhắc cho ông Abraham biết rằng Ngài là toàn năng, tức nghĩa là không việc gì Ngài không làm được. Từ việc lớn, việc nhỏ, Ngài đều quan tâm đến cuộc đời của Abraham, Isaac và Jacob. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Ngài quan tâm mỗi cuộc đời của chúng ta. Không có gì là lớn quá cho Chúa, cũng chẳng có gì mà nhỏ quá mà Chúa không quan tâm. Cho nên Ngài quan tâm và Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Vì khi chúng ta biết cái danh của Chúa là toàn năng đó, thì chúng ta sẽ được sự bứt phá trong cái đời sống tin kính của mình, vì biết rằng Chúa không có việc gì là khó cho Ngài. Ngài làm được mọi sự. Trong câu 11, ngươi hãy sanh sản và thêm nhiều, một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sanh, cùng các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Xứ ta đã cho Abraham, Isaac thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Quý vị thấy ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho Abraham, Isaac và Jacob. Đây là ý muốn từ ban đầu Chúa đã nói với ông Adam. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28, hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Chúa nhắc lại với ông Noe trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 1, hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy trên mặt đất. Abraham ở trong đoạn 17 câu 6, ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Trong Isaac, Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 4, ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ được các xứ này, hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Quý vị thấy không, Chúa, cái chương trình và cái ý muốn của Ngài không có thay đổi. Con người chúng ta thay đổi, chúng ta gặp nhiều cái sự rắc rối vì chúng ta không biết từ cái ý muốn của Chúa là Ngài muốn chúng ta được phát triển, Ngài muốn chúng ta được bành trướng ra, Ngài muốn cho danh của Ngài được lan rộng ra khắp mọi nơi. Và đây là ý muốn của Chúa, và Ngài nhắc lại cho những người mà Chúa lựa chọn. Và ở trong Esai đoạn 53 câu 10, Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người sẽ khiến gặp sự đau ốm, sau khi để dân mạng sống người làm tế chuộc tội. Người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra và ý kỷ Đức Chúa Trời sẽ nhờ tay người mà được thịnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình, làm cho nhiều người được xưng công bình và người sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Ở trong Thi Thiên 22 câu 30, một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài, người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, qua Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta được ở trong dòng dõi đời đời của Ngài. Chúa Giêsu Ngài đã lấy huyết của Ngài, Ngài dâng mạng sống của Ngài để cho cái vương quốc của Ngài, để cho con dân của Ngài được sự sống của Ngài đời đời. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Và tất cả những người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu một cách thật lòng, chúng ta được kể là dòng dõi của Ngài. Chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài. Chúng ta có một giao ước ở trong huyết của Ngài.
Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 13, Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp. Câu 14, người dựng một cây trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và tứ dọc. Ông biệt riêng cái nơi đó cho Chúa, ông dâng lên cho Chúa và ông đổ dầu xuống tại nơi đó, dâng những tế lễ cho Ngài. Đoạn Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên. Bê-tên là nhà của Đức Chúa Trời. Bây giờ ông đến, ông lập bàn thờ và ông xác nhận nơi đó một lần nữa, đó là nhà của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái việc Ra-chên sanh con. Trong câu 16, ở từ Bê-tên đi, họ còn cách Ơ-phơ-rát chừng vài thôi đường, có nghĩa là vài tiếng đồng hồ, thì Ra-chên sanh nở vì sanh nở của người thật đau đớn. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30 câu 24, Ra-chên đã cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho mình một con trai. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 17, trong khi khó sanh, bà mụ nói rằng đừng sợ chi vì nàng sanh một con trai nữa. Và bởi Ra-chên gần trút linh hồn vì đang cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Benoni, con trai sinh trong sự đau đớn. Còn cha nó lại đặt tên là Benjamin, là con trai của tay hữu, hay là tức là con của vui vẻ. Quý vị thấy bà Ra-chên vì cứ muốn sanh con, muốn tranh giành với Lê-a, cho nên bà muốn có con, bà xin Chúa cho bà có con, Chúa cho. Nhưng mà bà có ông Joseph rồi, bà muốn thêm một đứa con nữa thì Chúa lại cho Benjamin. Nhưng mà bà không thể nào mang nổi cái đứa con này mà bà đã sanh ra, và bà phải qua đời vì cớ bà không còn sức lực để sanh đứa con này. Đây một điều để Chúa dạy dỗ chính mình tôi. Khi chúng ta thấy một người nào kết quả hơn mình, đừng bao giờ ganh tị. Đừng bao giờ thấy người ta như vậy rồi muốn mình cũng được như vậy. Mỗi người Chúa đều sức giàu để đứng vào trong cái vị trí, những cái việc của mình trung tín ở việc nhỏ, Chúa sẽ giao việc lớn. Những người Chúa sử dụng họ, đó là bởi ơn thương xót của Ngài cho người đó. Rồi đến phiên mình cũng sẽ được cái ơn thương xót của Chúa. Cho nên chúng ta hãy vui mừng với những gì Chúa ban cho chúng ta. Và chính Ngài sẽ làm cho chúng ta, dạy cho chúng ta cái cách để khao khát Ngài, để có thể cái sự sức giàu đó nó tăng lên mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, và Ngài sử dụng chúng ta một cách lớn hơn. Và chính bà Ra-chên, bà muốn được những cái điều giống bà Lê-a. Thật sự sao ông Gia-cốp rất thương bà Ra-chên. Dù bà có con, không có con, ông Gia-cốp vẫn thương bà Ra-chên. Nhưng mà bà suy nghĩ theo cách trong cái thời điểm đó là phải có con. Cho nên bà xin Chúa, xin thì Chúa cho. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người xin thì Chúa cho, nhưng mà rồi kham không nổi cái mà Chúa cho mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết để những cái điều mà chúng ta xin, và xin những điều đẹp lòng Ngài, để đúng cái thời điểm của Ngài, Ngài sẽ làm công việc của Chúa. Nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Vì chúng ta thấy bà Ra-chên, khi bà sinh con thì bà đặt cái tên đó là con trai sinh ra trong sự đau đớn. Bà Ra-chên bà mang nhiều cái sự tổn thương trong quá khứ, vì cớ có thêm bà Lê-a trong cuộc đời của gia đình bà. Rồi có con đòi của Lê-a và có nhiều điều làm cho bà. Cho nên trong cái ngày cái cuối hơi thở của bà cũng nói lên cái sự đau đớn. Bà cứu mang cái sự đau đớn đó. Bây giờ bà đẻ ra, bà đặt tên cho đứa con là sự đau đớn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông Gia-cốp, ông không muốn cái tên đó, và ông đặt đứa con đó là đứa con của tay hữu, cái nghĩa là mạnh mẽ, hay là đứa con của sự gần gũi, đứa con của sự vui vẻ, chứ không phải là đứa con của sự đau đớn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để cho chúng ta biết những cái điều chúng ta cần phải làm. Và khi mà con cái hay bất cứ cái gì mà Chúa cho chúng ta sinh ra về thuộc linh cũng như thuộc thể, thì xin Chúa cho đó là cái điều phước hạnh, chứ không phải là một cái sự đau đớn, một cái sự đau khổ trên cuộc đời của chúng ta. Có một anh em họ muốn một chiếc xe ở Việt Nam. Tôi nghĩ cách đây cũng khoảng mấy chục năm. Và khi mà anh ao ước được một chiếc xe để chạy xe ôm đó, nghĩa là chạy xe để kiếm tiền đó. Nhưng mà sau đó vì anh không có cầu hỏi ý muốn của Chúa và anh mua chiếc xe đó, thì chính cái chiếc xe đó nó giật anh, nó làm cho anh rất là khốn khổ. Và sau này anh nói với tôi là, anh nói là tôi cầu xin Chúa chiếc xe mà tôi không xin Chúa để bày tỏ cho tôi biết là tôi mua nó lúc nào và mua nó với ai. Cho nên tôi phải trả một giá rất là đắt với chiếc xe này. Vì dân Israel cũng vậy, họ có những cái điều họ cầu xin Chúa,
Nhưng mà có những cái chúng ta cầu xin trái lẽ, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để kết quả trong sự phước hạnh của Ngài dành cho chúng ta. Trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta hãy cầu nguyện để xin ý muốn của Ngài được thành. Và sau đó thì chúng ta thấy Rachel đã qua đời ở trên cái đường về Bethlehem. Và ông Jacob, ông đã dựng một cái mộ bia cho bà Rachel. Và chúng ta sẽ coi cái hành trình của ông Jacob khi bà Rachel qua đời. Bây giờ có thêm một em bé nữa, nhưng mà ông vẫn tiếp tục để ông trở về. Và ở đây chúng ta thấy một cái điều trước đây Chúa nói ông là hãy đến Bethlehem và ở đó. Nhưng mà ông ở đó, ông muốn về nhà. Thì tôi không biết nếu ông Jacob ở lại Bethlehem, tôi nghĩ có thể tốt hơn cho bà Rachel. Hoặc là ông đừng có ở lại Shechem, thì có lẽ bà Rachel đã về tới quê hương rồi. Nhưng mà vì cớ sự trì hoãn của ông, vì những cái quyết định của ông, cho nên họ chưa có thể nào về tới nhà, thì bà Rachel đã phải qua đời ở trên cái chuyến đường để trở về. Câu 21, cái đó Israel đi đóng trại ở ngoài nơi tháp Ede. Tháp Ede có nghĩa là tháp của bầy giữa Bethlehem và Hebron. Câu 22, vả nhầm khi Israel ngủ tại xứ này, thì Reuben có đến nằm cùng Bila, vợ lẽ của cha mình. Israel hay được điều đó. Ở đây chúng ta thấy được cái nhiều điều nó xảy ra trong cuộc đời của Jacob. Và khi mà con trưởng nam của ông đã làm điều đó, và trong những cái phần kế tiếp chúng ta sẽ thấy được rằng là ông bị mất cái quyền trưởng nam, và khi mà cái lời ông Jacob ông chúc phước trước khi ông qua đời cho tất cả những đứa con của ông. Vì chúng ta sẽ thấy ông Jacob, ông có 12 đứa con trai, có một đứa con gái. Và mỗi đứa con đó, trước khi ông Jacob ông qua đời đó, ông có cái lời chúc phước cho những đứa con đó. Và trong thời gian sắp tới, nếu Chúa cho chúng ta còn cơ hội, chúng ta sẽ học những cái ý nghĩa của những cái lời chúc phước đó trên tất cả các con của ông Jacob. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để cho chúng ta thấy được tất cả những cái tên của họ đặt đó. Và sau này tất cả những cái tên đó nó đều có ở trên thiên đàng. Ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 12, thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Nhưng mà khi trong Khải Huyền đó có một cái điều ở trong Khải Huyền đoạn 7 đó, từ câu 5 cho đến câu 8 đó, quý vị có thì giờ quý vị tự đọc. Thì có một chi phái không được kể tên ở trong cái bản tường trình của ông Giang. Đó là chi phái của Đan. Thì 12 chi phái thì một cái chi phái khác thế cho cái chi phái của Đan đó là Manasse. Và khi mà tôi học, tôi không biết cái nguyên nhân tại sao mà cái chi phái của Đan bị loại ra khỏi. Thì có thể là nếu quý vị coi ở trong các quan sát đoạn 18 đó, thì chi phái của Đan là một chi phái thờ hình tượng trong thời kỳ các quan sát. Cho nên có thể vì cớ cái sự thờ hình tượng, họ từ chối những cái điều mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Cho nên khi trong cái Khải Huyền ông Giang ông thấy thì không có thấy tên của Đan. Và một cái điều để chúng ta thấy là 12 môn đồ của Chúa Giêsu cũng có một người, đó là Judas Iscariot, đã có ông Matthias thế vào cho ông Judas Iscariot. Đây là một điều để Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết rằng những cái gì ở trên thế gian này nó có ở trên trời hết. Tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta đặt tên, tất cả những cái gì mà chúng ta giải quyết, quyết định của chúng ta, nó tồn tại trong cõi đời đời. Cho nên Ngài muốn tất cả những gì mà không tốt, không đúng trong mặt Chúa, bởi huyết của Đức Giêsu Ngài muốn giải quyết hết. Và Ngài không muốn bất cứ một con người nào trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài muốn chúng ta được dự phần vào trong cõi đời đời với Chúa. Và tất cả con cái của chúng ta, những cái gì mà Chúa ban cho chúng ta trên thế gian này, nếu chúng ta dẫn nó đi trong đường kính sợ Ngài, nó sẽ được tồn tại trong cõi đời đời của nước Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, sau đó ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35 của 27, Jacob đến cùng Isaac cha mình ở Manre tại thành Kiriath Abara, tức là Hebron, nơi Abraham, Isaac đã kiều ngụ. Câu 28, Isaac hưởng thọ được 180 tuổi.
Người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi và được về cùng tổ phụ. Ê-sau và Gia-cốp, hai con trai người, chôn người. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cớ cuối cùng Gia-cốp và Ê-sau hòa nhau. Và ở đây chúng ta thấy Ê-sau đặt trước Gia-cốp, có nghĩa là bây giờ ông Gia-cốp, ông tôn trọng anh của mình và ông về ông gặp lại cha của mình. Và chắc chắn ông Ê-sau rất là vui mừng khi suốt 20 năm, hơn 20 năm mới gặp lại đứa con của mình là Gia-cốp. Và anh em của họ hòa thuận nhau và chôn cha của mình. Quý vị thấy có nhiều đám tang, con cái nó đến, nó tranh giành của cải, nó gây lộn với nhau trong cái ngày đám tang, phải không ạ? Nhưng mà đây chúng ta thấy cái ngày đám tang rất là phước hạnh là hai anh em cùng chôn cha của mình. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 31, ấy là nơi đó người ta để chôn Abraham và Sarah, vợ người Isaac và Rebecca, vợ người, là nơi đó mà cha cũng đã chôn Leah nữa. Cái nghĩa là sau khi bà Rachel qua đời thì bà Leah vẫn còn ở với ông Gia-cốp, và sau đó thì bà được chôn chung với ông Gia-cốp nơi cái hang đá mà ông Abraham đã mua. Thì đây là một trong những điều mà trước đây tôi đã nói, vì cứ bà Lê-a bà tiếp tục bà công bố những cái phước hạnh của Chúa, và sau đó bà được ở với ông Gia-cốp và bà được chôn chung với ông Gia-cốp. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện với những điều chúng ta đã học. Cảm ơn Chúa vì sự nhân từ và sự thương xót của Ngài cho Gia-cốp. Và sự nhân từ, sự thương xót đó hằng còn cho đến đời đời cho chúng con và cho hậu tự của chúng con. Giờ phút này chúng con đến với Ngài. Chúng con muốn giải quyết hết những cái hình tượng nào trong cuộc đời của chúng con. Những cái ý riêng của chúng con, những tánh hư tật xấu của chúng con. Chúa, chúng con bằng lòng chôn với Chúa Giêsu, giải quyết nó. Chúng con không muốn mang nó theo nữa, vì chính những điều đó làm ảnh hưởng đến danh của Ngài, chính những điều đó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng con. Chúng con không muốn là những người đoán xét người khác, những người nhiều chuyện, những người tranh giành, những người chắc lót, keo kiệt, mà chúng con sẽ mở lòng ra cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Thế giới ngày hôm nay đang cần chúng con. Thế giới ngày hôm nay đang cần sự giúp đỡ từ thiên đàng. Không có một vị lãnh đạo nào có thể giải quyết được nước Mỹ của chúng con. Chỉ có mình Ngài Chúa Giêsu. Cầu xin sự vận hành của Đức Thánh Linh đến trên con dân của Chúa trong giờ phút này. Để chúng con nghe không phải làm đủ mà lừa dối mình, mà chúng con nghe và làm theo lời lẽ thật của Chúa, để cuộc đời chúng con được phước, và qua đời sống của chúng con sẽ đem cái sự bình an, sự phước hạnh đến cho những người khác. Sự xuất hiện của chúng con ở trong tiệm làm, sự xuất hiện của chúng con khi về tại nhà, hay bất cứ nơi nào tại hội thánh, chúng con là nguồn phước của Ngài cho hội thánh của Ngài. Chúng con là nguồn phước của Ngài cho bất cứ nơi nào chúng con đi, ngay cả tại chợ hay tại bất cứ nơi nào. Tại nhà hàng, người ta thấy chúng con, người ta biết đây là con cái thật của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngày thay đổi chúng con trong giờ phút này. Giải cứu chúng con ra khỏi những tánh hư tật xấu của mình. Những hình tượng nào mà chúng con cứ mang nó theo suốt nhiều năm tháng. Bây giờ chúng con đạp đổ nó. Chúng con loại nó ra khỏi. Chúng con chôn nó. Và chúng con công bố rằng chúng con ly khai nó, đoạn tuyệt nó và không muốn mang nó theo cuộc đời của chúng con nữa. Tất cả những sự cay đắng, sự tổn thương, sự bất bình bè đảng, tất cả những cái gì mà chúng con coi nó là hơn Chúa, áo quần, tiền bạc, xe cộ, con cái, nhà cửa, công ăn việc làm, chúng con không chạy theo nó, mà chúng con chạy theo Chúa. Và phước hạnh và sự thương xót của Ngài sẽ chạy theo chúng con, sẽ đeo đuổi chúng con. Để cho chúng con biết ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con được như vậy là bởi sự thương xót của Ngài. Chúng con đâu có đáng hơn ai, chúng con đâu có tốt hơn ai đủ để Ngài cứu chúng con. Ngài cứu chúng con, Ngài vui lòng vì sự thương xót của Ngài trên chúng con. Cho nên cho chúng con có lòng thương xót với người khác, mặc lấy bản tánh của Ngài, để loại ra khỏi chúng con những cái điều gì phán xét người khác, và mặc cho chúng con sự nhân từ, sự thương xót của Ngài.
thì thay đổi cuộc đời chúng con hoàn toàn. Nếu chúng con có hát hay hơn người khác, đó là bởi sự thương xót của Ngài. Nếu chúng con có giàu có hơn người khác, đó là sự thương xót của Ngài ban cho chúng con. Nếu chúng con có học giỏi hơn người khác, bởi sự thương xót của Ngài ban cho chúng con. Nếu chúng con có một gia đình tốt hơn người khác, đó cũng chẳng qua là sự thương xót của Ngài ban cho chúng con. Kính cho chúng con biết ơn Ngài, biết ơn những gì Đức Chúa Trời làm qua Chúa Jesus Christ, biết ơn Chúa Giêsu vì bởi huyết của Ngài, cho nên Ngài thương xót và cứu lấy chúng con. Bây giờ xin Chúa đổ sự thương xót của Ngài đến trên dân sự của Chúa, đổ sự thương xót của Ngài đến cho những người đang hư mất, những người đang đau đớn vì cớ con cái của mình bị chết, bị bão lụt, bị biết bao nhiêu điều đang vây lấy cuộc đời của họ. Chúa xin Ngài thương xót, Ngài cho họ có cơ hội để tin nhận Ngài, có cơ hội để biết rằng Chúa là đấng an ủi, Chúa là đấng giải cứu. Và Chúa ơi, nếu chúng con có qua khỏi đời này bởi sự thương xót của Ngài, Ngài sẽ đưa chúng con vào trong cõi đời đời. Đó là bởi ân điển của Ngài, bởi sự ban cho của Ngài. Chúng con không có một cái tiêu chuẩn gì đủ để Ngài có thể làm những điều đó. Cho nên tất cả là ân điển, tất cả là sự thương xót, tất cả vì lòng nhân từ của Ngài đối với chúng con. Cho nên xin Chúa thay đổi hội thánh của Chúa, để không còn phải tranh giành, ghen ghét, đoán xét lẫn nhau nữa Chúa ơi, mà yêu thương nhau vì tất cả là vì sự thương xót của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chúng con cầu nguyện. Trong một tâm thế như Đấng Christ đã có, Ngài vẫn có ý Đức Chúa Trời. Chúa trời là Đức Chúa Trời.